Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đường DA. Vì tao chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với chương trình Alop của dự án BAG. Thâm tâm dự án hôm nay thì các bạn sẽ cầm vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút Start để chat box. Tiếp theo chúng ta nút Join Group. Các bạn lần lượt có nhiệm vụ là join vào các kênh Telegram. Tao join vào Telegram Channel. Channel đang viết sai. Chán thành nhiệt quá. Kiểu này là mấy ông Việt Nam mình làm con bot Adobe 6 đây, Adobe 6 rồi viết với vài bản đấy nhỉ. Ok, chúng ta sẽ mở tiếp cho vào kênh Telegram dự án nhé. Ấn nút click kia. Thật ra thì mấy dự án bot gần đây thì có lẽ là chúng ta sẽ ít chia sẻ hơn. Thì những dự án này bây giờ thì không có nhiều tiền lắm, chúng ta sẽ tập trung vào NFT nhé. Chúng ta sẽ follow kênh Instagram của dự án này. Sau mình đi tên điền username của kênh Telegram. Username kênh Telegram chúng ta nhé. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ mở phần Twitter. Chúng ta mở phần profile đây. Rồi Twitter thì các bạn sẽ like và retweet này. Like, retweet. Test by username Twitter. Con này nên coi store sẵn nhỏ thôi. Này bị nhầm. Lấy nhầm link. Thôi được rồi. Chúng ta về từ nhà. Copy phần profile tester biết đây. Tiếp theo phần retweet link. Thứ phần này thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta chọn Clotit thay vì retweet này. Test username vào Lutit. Đường về phần định nhà. Phần view được. Copy phần profiling này. Tiếp đây này. Với Instagram chúng ta sẽ follow Instagram. Sau đó thì các bạn sẽ ấn vào phần profile và copy phần profiling của Instagram. Tiếp đây. Ở đây thì ví BNC. Chúng ta sẽ copy phần địa chỉ ví MetaMask và chúng ta paste đây. Rồi bây giờ thì các bạn có thể vào static check số dư. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Arop của dự án BAC token. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ở video tiếp theo.